Chào lưu chụp ảnh khỏa thân khi du lịch được giới trẻ hưởng ứng. Một tài khoản có tên Naked Australia, đồng thời là người khởi xướng nên trào lưu chụp ảnh khỏa thân khi đi du lịch, đó là Brendan Zone, 28 tuổi, anh lập tài khoản trên vào năm 2015, chuyên chia sẻ những bức ảnh khỏa thân nóng bỏng ở mỗi chuyến đi. Chào lưu ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ giới trẻ Australia với xu hướng muốn giải phóng cơ thể thông qua chủ nghĩa tự nhiên. Hiện tại, tài khoản thu hút hơn 230.000 người theo dõi trên Instagram. Brendan cho biết, anh chụp những khoảnh khắc khỏa thân của mình tại các điểm đến rồi tập hợp lại, tặng vợ như món quà Giáng sinh, nhưng vô tình. Điều này mang lại nhiều tiếng cười cho những người xung quanh khiến anh quyết định chia sẻ lên mạng xã hội, rồi trở thành trào lưu. Brendan khẳng định, mục đích của hành động trên để mang lại niềm vui cho cộng đồng, không hướng tới sự phản cảm, xâm dục. Cũng theo du khách 28 tuổi này, anh dự định sẽ thành lập một cộng đồng an toàn dành cho những người trẻ đam mê chủ nghĩa khỏa thân đây cũng là nơi để mọi người tự hào về cơ thể vốn có của mình, thay vì sự tự ti thường nhật. Bạn chỉ việc chút bỏ quần áo và nhận ra không mấy người quan tâm đến mình ra sao, khi đó, bạn sẽ thấy sự sợ hãi là do bản thân tưởng tượng mà thôi, Brendan nói. Được biết, những bức hình khỏa thân trên tài khoản Get Naked Australia thường chụp ở góc độ quay lưng với ống kính, thể hiện sự phóng khoáng, không hướng tới phản cảm, gợi dục. Nếu chụp chính diện, nhân vật chính của bức hình sẽ tìm cách che khéo léo. Brendan cho biết, cũng có người tự nhân theo chủ nghĩa khỏa thân nhưng lại có hành vi đổi bại, đó là sai lầm, chủ nghĩa khỏa thân không bao gồm tình dục, anh nói. Tại Pháp, quốc gia được coi khá phóng khoáng với chủ nghĩa khỏa thân, trào lưu này đã lan rộng, ở quốc gia này hiện có hàng trăm bãi biển cũng như các địa điểm công cộng dành cho người thích khỏa thân. Huy Hoàng Theo tiến sĩ,